Đây là bánh chuối hấp làm bằng bột gạo lứt đỏ, chuối. Còn đây là nước cốt dừa sánh mịn luôn. Thơm quá thơm. Ngon quá. Wow, ngon quá. Ngon quá, ngon quá. Ngon quá. Trời ơi, béo quá. Béo thơm. Ờ, cái gạo lứt này ăn rất ngon. Ăn nó bùi bùi nha. Nó không có, ăn nó lạ miệng hơn là cái ơi. Ngon quá. Ngon quá. Ngon quá. Ngon quá, ngon.